Quý vị và các bạn đang theo dõi y tế trong ngày trên VTC14. Thưa quý vị, mới đây, khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình bệnh viện E đã tiến hành thay khớp háng nhân tạo toàn phần cho một nam bệnh nhân 46 tuổi ở Hà Nội bị hoại tử chỏm xương đùi hai bên giai đoạn cuối. Bệnh xảy ra ở người nhiễm HIV nên việc phẫu thuật thay khớp háng toàn phần gặp nhiều thách thức và khó khăn. Bệnh nhân bị đau khớp háng hai bên, vận động đi lại vô cùng khó khăn và đau đớn, có lúc phải bò để di chuyển tuy nhiên do bị nhiễm hiv nên người bệnh có tâm lý e ngại tới cơ sở y tế điều trị kết quả chụp x quang cho thấy người bệnh bị hoại tử toàn bộ trỏm xương đùi hai bên giai đoạn cuối các bác sĩ quyết định phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo toàn phần cho người bệnh để giảm và hạn chế các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân được xét nghiệm kiểm tra tiền phẫu thuật cẩn thận Ca mổ diễn ra trong 1 giờ. Việc lấy ven rất khó do người bệnh đã tiêm trích ma túy nhiều năm, nên các bác sĩ khoa gây mê hồi sức đã quyết định lấy ven tĩnh mạch trung ương để tiến hành dùng thuốc trong quá trình mổ và sau mổ. Người bệnh nhiễm HIV kèm với HCV là viêm gan đặc hiệu, nên việc vô khuẩn trong suốt quá trình mổ và sau mổ được chú trọng nhất. Hạn chế nhiễm khuẩn vết mổ. Trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời, người bệnh phải đối mặt với nhiều nguy cơ.